scandal bạo lực của chồng bà Jizon của nhóm Teara bị công kích và chỉ trích. Trang cá nhân của nữ ca sĩ ngập tràn những bình luận chỉ trích đầy ghét bỏ. Vào ngày 5 tháng 6, cầu thủ bóng chạy Hwang Jae-gyun, chồng Jizon, trên sân vận động đã xảy ra xô xát với cầu thủ khác. Hành động tương tác không đẹp của anh đã bị công chúng chỉ trích kịch liệt. Hwang Jae-gyun đã khóa tài khoản nên netizen chuyển sang khủng bố nữ idol thuộc nhóm Teara. Trên kênh YouTube và trang Instagram cá nhân của cô xuất hiện rất nhiều bình luận quá khích như: Hwang Jae-gyun nóng tính thế thì chị nên giữ trong nhà, chị quản cái nết của chồng chị đi chứ, chồng chị đã không có năng lực rồi mà sao tính cách cũng tồi như vậy, tôi nghĩ Hwang Jae-gyun nên mở lại tài khoản nếu anh ta nghĩ cho vợ. Trong khi Jizon bị công kích vô cớ từ fan bóng chạy dù cho cô chẳng làm gì, thì nhiều netizen và fan của nữ ca sĩ cảm thấy bất bình thay cho Jizon chỉ vì hành động không đẹp của chồng mà phải chịu vạ lây. Tháng 2 năm 2022, Jizon bất ngờ công khai bạn trai và thông báo sẽ kết hôn. Jizon và cầu thủ bóng chạy Hwang Jae-gyun chính thức về chung một nhà sau đám cưới hoành tráng được tổ chức vào ngày 10 tháng 12 năm 2022. Thông tin em út nhóm Teara từng khiến mọi người bất ngờ vì trước đó cô không để lộ bằng chứng hẹn hò.